Xin chào mừng các anh chị đến với chủ đề livestream ngày 28 tháng 2 năm 2024 Thì đây có thể nói là chủ đề livestream đầu tiên trong một năm lớn mới Giáp uh, Thìn 2024 Thì chủ đề này là một chủ đề rất được các nhà đầu tư để ý và quan tâm Đó chính là nợ xấu sẽ giết chết ngành ngân hàng năm 2024 hay không Bởi vì gần đây thì AZFIN Việt Nam nhận được rất nhiều các cái trao đổi trái chiều bên cạnh một luồng thì ủng hộ một luồng thì cho rằng ngành ngân hàng hết cái thông tư 02 hay vân vân nợ xấu sẽ gọi là ngập tràn và với việc kinh tế 2023 quá khó khăn thì các ngân hàng về cơ bản báo lãi chỉ là gọi là thủ thuật thôi còn 2024 sẽ ngấm nặng vậy thì điều đó có đúng hay không như thế nào thì phục sẽ giải đáp đến quý canh chị ngày sau đây đầu tiên đó là cái luận điểm thông tư 02 hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì khi đó chúng ta cần phải hiểu như thế này cái thông tư 02 thì đưa ra năm 2023 thông tư này của ngân hàng Nhà nước Việt Nam à, thông tư này đưa ra là cho phép cơ cấu lại cái thời hạn trả nợ và giữ nguyên cái nhóm nợ đối với một số các cái đối tượng doanh nghiệp khó khăn hay chúng ta hiểu đơn giản là như thế này khi cái thông tư này đưa ra thì nó cho phép các ngân hàng có thể gọi là không ghi nợ xấu một số nhóm khách hàng từ đó khiến cho cái tỷ lệ nợ xấu nhìn trên bảng báo cáo tài chính đẹp hơn đó, chúng ta có thể hiểu là như vậy và bởi cái ý nghĩa của nó là như thế thế thành ra người ta lo ngại rằng đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 khi thông tư này hết hiệu lực thì các ngân hàng phải ghi nhận toàn bộ các cái nợ xấu vào bảng cân đối kế toán vào báo cáo kết quả kinh doanh từ đó làm cho kết quả kinh doanh của các ngân hàng yếu kém sụt giảm thậm chí có thể ra đi. Đấy là những cái ý kiến tiêu cực là như vậy. <laughs> Để cụ thể hơn hóa, đó là có những luận điểm như sau. Thứ nhất, nợ xấu ẩn nhiều ở trong tài sản cũng như do cái thông tư không 02 đưa ra. Thứ hai, dự phòng nợ xấu giảm và thấp. Thứ ba, nợ nợ của doanh nghiệp khó khăn cuối năm 2023 thì phải đến giữa 2024 mới nhảy nhóm nợ anh chị lưu ý là nợ nhóm năm tức là nợ có khả năng mất vốn thì phải không trả được chưa trả được lãi gốc trong vòng một năm nợ nhóm 4 là 180 trên 180 ngày tương tự như thế nợ nhóm 3 là 90 ngày vân vân thế từ đó người ta suy luận rằng cuối năm 2023 kinh tế vô cùng khó khăn vẫn rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa phá sản rất nhiều người thất nghiệp vậy thì đến giữa năm 2024 đến cuối năm 2024 nợ xấu bắt đầu nó mới nhảy nhóm nó mới lộ nguyên hình đó. và thứ tư đó là bất động sản thì rất khó khăn khiến cho tài sản đảm bảo bị giảm giá mạnh và việc thanh lý tài sản rất khó đó là những cái luận điểm đưa ra cho rằng nợ xấu năm 2024 sẽ giết chết cổ phiếu ngành ngân hàng đó thì đấy là những cái quan điểm như vậy vậy thì AZFIN đánh giá như thế nào trước cái quan điểm này đánh giá ra sao và cơ sở gì để đưa ra những cái đánh giá như thế thì bây giờ thì phục sẽ uh, gửi đến các anh chị về những cái đánh giá như thế uh, đầu tiên thì uh, chúng ta sẽ nói về tổng quan cả lý thuyết lẫn những ví dụ thực tế đầu tiên cả định tính và định tựa lượng Thứ nhất, quản trị rủi ro của đa phần các ngân hàng, không phải tất cả nhé. Trong hệ thống ngân hàng vẫn còn một số ngân hàng cực kỳ yếu kém và nợ xấu có thể 50%. 50% anh chị nhé. Nhưng đó là thiểu số. Còn đa phần những cái ngân hàng hàng đầu, quản trị rủi ro họ tốt hơn so với 5-10 năm, năm trước rất nhiều. Tốt hơn 2011, 2013, 2014 rất rất nhiều. Và uh, cái tốt đó thể hiện qua điều gì? Thứ nhất, tỷ lệ nợ xấu bây giờ thấp hơn ngày trước rất nhiều. Thứ hai, chất lượng thẩm định tài sản của các ngân hàng hàng đầu bây giờ cũng tốt hơn ngày trước. Ngày trước thì có nhiều kẽ hở để có thẩm định vống tài sản lên, cho vay nhiều hơn giá trị tài sản. Nhưng hiện nay cái điều đó vẫn còn diễn ra ở một số rất ít các ngân hàng mà thôi. <laughs> Đối với những ngân hàng hàng đầu, anh chị nào ở trong đây đi vay ngân hàng thì anh chị sẽ biết họ thẩm định một cách chặt chẽ đến như thế nào tôi có anh bạn nhà một căn biệt thự ở quanh Hà Nội này à, trị giá giá trị thị trường bây giờ anh muốn bán thì bán được ngay 40 tỷ nhưng mà cán bộ ngân hàng Vietcombank đến họ thẩm định tài sản để họ cho vay thì họ thẩm định định giá 25 tỷ đấy tức là riêng cái việc thẩm định nó cũng đã gọi là giảm đi mấy chục phần trăm rồi <laughs> Ngoài ra thì họ cho vay thì họ lại cho vay không quá 70 đến 80% số đó tức là họ cho vay chưa đến một nửa giá trị tài sản đấy thì cái trường hợp thẩm định vống lên cho vay cao là có nhưng nó là thiểu số còn các anh ngân hàng hàng đầu họ cho vay rất chặt chẽ rất chặt chẽ anh chị lưu ý là như thế rồi tiếp theo cái việc xử lý tài sản đảm bảo thì sau năm 2014 15 quốc hội đã thông qua thì việc xử lý tài sản đảm bảo bây giờ nó đơn giản hơn ngày trước rất nhiều ngày trước thì có khi ngân hàng phải đi cầu xin cái ông vay ông phải ký cho tôi để tôi thanh lý nhưng mà bây giờ thì không cần cái chuyện đó nữa tất nhiên là vẫn tương đối phức tạp nhưng mà nó cũng đơn giản hơn rất nhiều rồi rồi tiếp theo cái việc thẩm định vân vân của nhiều ngân hàng bây giờ họ tập trung là một trung tâm thôi chứ họ không để các chi nhánh hay là các phòng giao dịch vân vân thẩm định nữa rồi và khi tập trung đó thì họ ứng dụng công nghệ nhiều hơn Có tính khách quan cao hơn Thế do đó nợ xấu của chúng ta thấy lại ít hơn Và cái quan trọng thứ hai đó là nợ xấu có khả năng mất vốn ý, Thì thấp hơn Tôi lấy ví dụ trường hợp của VIP <laughs> Một ngân hàng bán lẻ thì cho vay cá nhân nhiều Thì năm rồi rất khó khăn thì nhiều năm qua VIP cũng là một trong ngân hàng có nợ xấu tương đối cao. Nhưng mà tỷ hệ lệ thu hồi nợ xấu người ta hơn 9 Tức là nợ xấu 10 đồng thì họ thu được hơn 9 đồng Là vì có tài sản đảm bảo tốt đó. Thế thành ra nợ xấu cao đã là, cao hay thấp đã là một vấn đề Nhưng cái việc tài sản đảm bảo cho những cái khoản nợ ấy tốt hay không Lại là một cái yếu tố khác nữa Chứ không hẳn là chúng ta nhìn thấy nợ xấu tăng Một chút mà chúng ta nghĩ là mất hết Ví dụ nhiều anh chị tư duy thế này Ngân hàng à, cho vay ra 600.000 tỷ tín dụng chẳng hạn nợ xấu 2% tức là mất ngay 12.000 tỷ niêm thì được uh, 4% <laughs> thì tức là được có 24.000 tỷ nhưng mà mất ngay nợ xấu 2% là 12.000 tỷ đấy là không đúng bởi vì nợ xấu 2% ý 12.000 tỷ người ta lại thu hồi được khoảng độ 11.000 tỷ chẳng hạn 10.000 tỷ chẳng hạn <laughs> thì như vậy cái chi phí thực tế nó thấp hơn rất nhiều thế là bởi vậy cho đi cái nợ xấu đây tính đến đây tức là không thể quật ngã được ngành ngân hàng được tiếp theo cái phần thứ hai đó là tỷ lệ dự phòng nợ xấu hiện nay thì cao hơn giai đoạn 2012 và 2015 rất nhiều VAMC thì gần như đã giải quyết xong toàn bộ <laughs> ngân hàng còn lớn nhất đó chính là STB cơ bản cũng đã giải quyết xong VMC thì ngày xưa nếu không tính VAMC thưa mấy anh chị, tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng lên đến khoảng hơn 20%. Hồi 2013. Nhưng mà bây giờ tính tổng tất cả nợ xấu khoảng 2,5% thôi. Đó, là thấp hơn rất nhiều. Kể cả người ta có ghi lệch đi chăng nữa thì nó cũng thấp hơn ngày xưa rất nhiều. Rồi tiếp theo. Hệ số an toàn vốn của các ngân hàng hiện nay sau khi ngân hàng nhà nước áp dụng cái tiêu chuẩn tiêu chuẩn Basel 2 thì đã cao gấp 1,48 lần so với 10 năm trước. Và anh chị thấy rằng 5 năm trước không được phép trả cổ tức bằng tiền. Thì chính cái việc không trả cổ tức bằng tiền trong khi lợi nhuận tăng trưởng mạnh đã khiến cho cái hệ số an toàn vốn của các ngân hàng tăng rất cả và hệ thống ổn định hơn. Tất nhiên không phải tất cả. Bởi vì AZFin vẫn cứ luôn luôn lưu ý các anh chị trong hệ thống ngân hàng này còn một ngân hàng tương đối to có khả năng rất lớn là có khả năng rủi ro. Còn mấy ngân hàng nhỏ thì về cơ bản nợ xấu 6 70% nhưng nó bé tí. Đó, có một ngân hàng tương đối to có nợ xấu cực kỳ lớn và rất rủi ro. Đó, còn lại những cái ngân hàng hàng đầu về cơ bản là cái hệ số an toàn vốn rất mạnh. Và cái hệ số an toàn vốn thì hiện nay là đạt trung bình trên 12%. <laughs> Tiếp theo cái nợ xấu cơ cấu hoãn giãn theo thông tư không là có nhưng mà cái tỷ lệ thấp tính tất cả những cái nợ xấu ẩn do cái thông tư 02 hai hoãn giãn là bao nhiêu cộng vào thì là nó tương đối thấp tương đối thấp khoảng dưới 0,51% về cơ bản như vậy không nhiều cộng với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2023 hiện nay là khoảng 1,9 mấy phần trăm như vậy nợ xấu toàn bộ hệ thống nó khoảng 2,5 phần trăm nếu đối từng ngân hàng có thể nó chưa chính xác phần nào nhưng mà nó tương đối chính xác đấy. Ẩn thì cũng không quá nhiều. Và ẩn nhiều đó là ẩn ở một số ngân hàng cho vay sân sau rất nhiều. Đó thì cái đó thì EZ Fin cũng tính toán cũng đánh giá được. Thì đâu đó một số ngân hàng khoảng 3 ngân hàng thì nó cũng tương đối nhiều một chút, trong đó có một ngân hàng cực kỳ rủi ro. Tiếp theo. Kinh tế dự báo 2024 là phục hồi tốt sẽ giúp một số các anh ngoài doanh nghiệp từ tình trạng khó khăn vực trở lại trở thành doanh nghiệp hoạt động bình thường từ đó những khoản ngấp nghé nợ xấu hoặc nợ xấu nhóm 1 nhóm 2 nhóm, nhóm 2 nhóm 3 có thể trở về nhóm 1 từ đó làm cho nợ xấu thực tế 2024 dự báo là sẽ suy giảm đấy là nợ xấu thực tế chúng ta ý tính là cái bản chất của nền kinh tế đấy <laughs> đúng không ạ đó là như vậy. Và tiếp theo, cái luận điểm cho rằng là nợ xấu 2024 sẽ giết chết ngành ngân hàng ấy, họ quên mất một điều. Đó là họ chỉ nhìn một mặt của vấn đề. Đó là nợ xấu và họ suy đoán không có căn cứ. Nhưng cái mặt thứ hai của vấn đề đó là tăng trưởng của ngân hàng. Anh chị thấy rằng năm qua hay rất nhiều năm dù khó khăn nhất tín dụng thường tăng tối thiểu 12%. 10 12% hình như trong mấy chục năm qua có duy nhất một năm tín dụng tăng 10% dưới 10% thôi. Còn lại thì cứ tăng 12 13 Năm 2023 tuy tình hình vô cùng khó khăn. Vốn ra rất khó nhưng mà tín dụng tăng hơn 13,7%. Người ta chỉ nhìn đi một chiều mà người ta không nhìn cái chiều nó còn lại là tăng trưởng. Nếu anh chị theo dõi AZFIN, từ lâu rồi anh chị sẽ thấy rằng cuối năm 2022, đầu năm 2023 trên mạng xã hội toàn bộ các chuyên gia này kia suốt ngày cứ ra giả câu chuyện nợ xấu ngân hàng ABC XYZ rồi đặc biệt họ rất là gồm với ngân hàng MB nào thì liên quan đến Novaland nào thì đủ thứ trên đời họ dọa nhà đầu tư nhưng thực tế thì sao thực tế họ quên mất rằng ok nợ xấu MB có thể cho vay Novaland và những cái đối tượng liên quan có thể lên đến 40.000 tỷ thật của VPBank cũng gần hai mươi mấy ngàn tỷ đạt ba mươi ngàn tỷ nhưng nhưng cái nhóm đó không hoàn toàn là nợ xấu bởi vì có những cái cá nhân họ mua bất động sản họ vay thì những người tiềm lực tài chính họ mạnh họ phải trả hết chứ họ phải trả rồi tài sản đảm bảo nó cũng lớn họ phải trả chứ phục làm doanh nghiệp phục biết những người có tiền họ rất sợ là dính cái nợ xấu ở ngân hàng dính nợ xấu ngân hàng thưa mấy anh chị nó lên CIC. 5 năm sau chúng ta không động đậy được gì, không vay được đồng nào cả. Thế Thành à, những người có tiền, những người kinh doanh ấy, họ rất sợ về dính nợ xấu bằng mọi giá họ phải trả. Đó, Thế Thành ra, nó cái tỷ lệ cái nợ xấu thực sự trong đấy tổng cho vay 40.000 tỷ nó giảm xuống. Là thứ nhất. Thứ hai là rất nhiều các tài sản đấy, các khoản vay đó có tài sản đảm bảo rất lớn, có thể thanh lý được hoặc không thanh lý thì bên gọi là đặt cọc tài sản ấy, có khi chỉ cho vay 30 40 tài sản họ cũng cố phải biến từ xấu thành tốt hoặc xin hoãn giãn nợ thế thành ra thực tế cái nợ xấu ví dụ 50 của số đó đi là 20.000 tỷ nhưng trong cái số đó xấu đó lại thu hồi phải được 50 hay 70 trăm chẳng hạn Thế thì như vậy là cùng nắm ở kịch bản xấu lắm thì họ mất vài ngàn tỷ đấy là ví dụ trường hợp MB Novaland đúng không ạ họ mất vài ngàn tỷ nhưng vốn hóa của MB mất năm bốn năm mươi ngàn tỷ giá cổ phiếu xuống rồi tiếp theo <laughs> người ta không biết rằng MB luôn tăng trưởng từ 20 đến ba mấy phần trăm trong mấy năm gần đây nhờ được cấp tăng trưởng tín dụng cao anh chị thử tưởng tượng như này năm 2022 2021 lợi nhuận của MB cũng mấy mấy ngàn gần 20 ngàn tỷ vậy thì họ được tăng trưởng 20 đến 30% thế là lợi nhuận họ tăng 20 30% tức là họ tăng được bao nhiêu 3 đến 6 ngàn tỷ một năm thế thì cái việc mất mát của Novaland có đi chăng nữa thì cũng chỉ mất đi cái phần họ tăng trưởng mà thôi nhưng giá cổ phiếu này bị bán còn 1 phần 3 một nửa đúng không ạ Đấy mới là việc chúng ta phân tích đầy đủ toàn diện mọi vấn đề. Chứ không phải là chúng ta chỉ lên mạng nghe người này dọa người kia dọa, ví dụ ông này cho vay công ty kia mấy nghìn tỷ mà bây giờ công ty chủ tịch bị bắt. Nếu công ty có tài sản đảm bảo lớn chắc chắn, chủ tịch bị bắt cũng không sao, ảnh hưởng đơn giản bằng cái móng tay. Và khi các anh chị phân tích đánh giá, các anh chị không nên đánh giá một chiều nó xấu đã đánh nhưng mà các anh chị còn phải đánh giá đó là tăng trưởng của ngành ngân hàng đây là một ngành có thể nói là thiết yếu nhất nhì Việt Nam kinh tế càng khó khăn thì chính phủ càng phải thúc đẩy tăng trưởng tín dụng thế thành ra 2023 các ngành về cơ bản rất hiếm ngành tăng trưởng được thậm chí giảm một nửa giảm 80% còn có nhưng ngành ngân hàng thì sao tín dụng đấy vẫn phải tăng 13,7% đấy là một cái đặc biệt của ngành ngân hàng kinh tế tăng trưởng tốt tín dụng tăng cực mạnh kinh tế yếu kém tín dụng vẫn tăng mạnh và vì sao lại thế và vì sao việt nam lại đặc thù thế đó chính là ở việt nam thị trường chứng khoán không phát triển thế nào huy động vốn từ cổ phiếu không có anh chị thấy năm 2023 khó khăn có huy động được vốn từ cổ phiếu đâu vậy thì phải dồn vào đâu ngân hàng trái phiếu thì bị táp, phải dồn vào đâu ngân hàng thế thành kinh tế khó khăn thì người doanh nghiệp không huy động vốn được ở trên thị trường quán phải huy động ngân hàng đó bởi vậy cho nên là những người kia người ta đánh giá là trên cái thể gọi là đánh giá tĩnh tức là người ta giả người ta không biết được rằng là ngân hàng còn tăng trưởng rất mạnh thế thì chính vì thế cho nên là iresin mới đánh giá cái mbb đó là lấy công bù thủ tức là nó có thể bù trừ cho nhau nếu năm xấu nhất nhưng giá cổ phiếu đã giảm một nửa định giá pe lúc ý bằng có chưa đến 4 lần anh chị xem các clip azfin đánh giá hơn năm nay về các ngân hàng hàng đầu mà xem top 5 ngân hàng đấy top 5 công ty chứng khoán thì nó tăng lợi nhuận tăng 150 rồi top 5 ngân hàng rồi top 5 doanh nghiệp pe dưới 4 đúng không rồi top 5 công ty bất động sản công nghiệp đó thì cái của chúng ta ấy, là chúng ta phải hiểu sâu vấn đề và hiểu toàn diện khi đánh giá các doanh nghiệp các cổ phiếu chứ chúng ta không chỉ nhìn vào một điều và chúng ta ra kết luận nhưng mà chính vì đa phần nhà đầu tư chưa hiểu rõ nhiều về phân tích đánh giá họ chỉ nghe người này người kia nói rồi họ phán rồi thậm chí một số bạn chia sẻ cùng anh chị một số bạn là chuyên viên hay là trưởng phòng hay là giám đốc chi nhánh của một ngân hàng nào đi <laughs> các bạn ấy tự tin mà tôi là người trong nghề tôi biết mà chỉ nhánh tôi nợ xấu ghê lắm thế này thì chết nhưng rất tiếc góc nhìn của bạn ấy thì bạn ấy bị lầm rồi bạn ấy là góc nhìn của người bán hàng bạn ấy chỉ nhìn được một khía cạnh thôi là thứ nhất thứ hai bạn ấy chỉ nhìn gói gọn ở chi nhánh bạn ấy thôi đúng không ạ và nếu mà cứ người trong ngành họ đánh giá được thì một nhân viên ngân hàng họ cũng hiểu hơn cả những chuyên gia uh, sâu sắc về ngành họ đánh giá được hết à? không họ chỉ nhìn được một mặt của vấn đề thôi họ không nhìn được tất cả các vấn đề đó và họ là dân sale dân kinh doanh chẳng hạn à? thì làm sao họ hiểu được hết đúng không ạ thế thành ra đừng có nghe những ông bảo là tôi là chuyên viên của ngân hàng đấy tôi hiểu rõ chứ không không hiểu rõ đâu nếu hiểu rõ thế thì một ngân hàng mười mấy nghìn nhân viên họ hiểu rõ hết nghe các các chuyên gia các nhà đầu tư gọi là chuyên sâu, không có chuyện đó đâu. đó, bởi vì những người nhìn được chuyên sâu người ta có cái tầm bao quát khác, người ta đánh giá trên nhiều góc độ và đánh giá đến cổ phiếu của một ngân hàng chứ không phải là đánh giá dựa trên góc độ của một bạn tín dụng. đấy các anh chị lưu ý là như vậy. đó, thế thành nga cũng đừng nhầm lẫn rằng là mình cứ làm trong ngành là mình hiểu hết không có chuyện đó đâu nếu làm cho ngành hiểu hết thì 70.000 nhân viên của thế giới di động họ cũng hiểu hết hơn tất cả mọi người đúng không? hay là ba bốn mươi nhân viên của FPT họ cũng hiểu hơn hơn những người khác chăng không có chuyện đó đâu đấy thế thành ra này cũng đừng lầm tưởng về cái câu chuyện đó đó bởi vì phân tích đánh giá cổ phiếu của một ngân hàng nó cần rất nhiều yếu tố rất rất nhiều yếu tố chứ không chỉ một yếu tố và những cái góc nhìn của những cái bạn ở trong nội bộ cũng rất quan trọng nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng thể các góc nhìn thôi tổng thể trong một bài toán thôi và cái ý kiến của họ chỉ là đóng góp theo cái lĩnh vực chuyên môn của họ thôi thì có ghi nhận và đánh giá cao chuyện đó còn để các bạn và chuyên viên ngân hàng để các bạn đánh giá là ngân hàng ngon hay không tốt hay không hay hệ thống thế nào thì là không rồi để cái câu chuyện nó này như vậy anh chị ạ <laughs> cũng giống như nhiều người cậy mình là dân kiểm toán cứ nghĩ là mình là kiểm toán của Deloitte cái PMG PwC đó vân vân của Big Four đấy họ cứ nghĩ họ là kiểm toán họ sẽ đọc được hết tất cả mọi thứ về doanh nghiệp không kiểm toán có vai trò riêng của kiểm toán thôi Còn nếu mà bạn là kiểm toán bạn hiểu hết được bạn nên vào kiểm toán doanh nghiệp abc bạn biết hết được thế thì bạn ấy hóa ra là bạn là thiên tài đầu tư nó khác nhau lắm đấy thì đấy là chia sẻ cùng anh chị còn về cái câu chuyện nếu không về ngành ngân hàng thì nếu không có gì quá điên rồ bất ngờ như năm hai nghìn thì ngân hàng không những không ảnh hưởng gì đáng kể bởi việc nợ xấu mà thậm chí còn có thể coi là một năm bùng nổ trong 2024 đó A.J.Pin đưa ra cái kết luận này như vậy tức là phải nếu không có gì bất ngờ và điên rồi vậy những cái luận điểm AZVN đưa ra dựa trên cơ sở nào chứ không chỉ nói mồm đâu Thứ nhất đó là tỷ lệ nợ xấu đã tạo đỉnh Đã tạo đỉnh Anh chị nhé Tỷ lệ nợ xấu về cơ bản đã tạo đỉnh Vào quý 3 năm 2023 Anh chị có thể xem lại các clip của Ezefin Đánh giá về ngành ngân hàng từ cuối năm 2022 đến giữa 2023 Thì ở trong cái báo xuân của năm 2023 Tức là cách đây hơn một năm thì phục cũng đã trả lời phỏng vấn trong cái báo xuân uh, báo in giấy đấy thì uh, của một cái tạp chí rất nổi tiếng Việt Nam thì Phục cũng đánh giá là nợ xấu ở uh, lãi lãi suất đấy của Việt Nam là có thể giảm khá mạnh vào quý 2 năm 2013 nhưng thực tế nó giảm nhanh hơn mạnh hơn và bất ngờ hơn thì hồi đó thì um, cũng như cuối năm 2023 đấy phim cũng dự báo nợ xấu đâu đó sẽ tạo đỉnh còn quý 3 và quý 4 năm 2023 Cùng lắm là quý 1 2024 Nhưng khi số liệu đưa ra Thì nợ xấu đã tạo đỉnh chính thức ở quý 3 năm 2023 rồi Và quý 4 nợ xấu đã chỉ còn có 1,93% này thôi So với mức trên 2% của quý 3 năm 2023 Và nợ xấu đã chính thức tạo đỉnh rồi Và với việc kinh tế của chúng ta đang có sự hồi phục tốt Hồi phục cụ thể là gì? anh chị nhìn số liệu xuất nhập khẩu tất nhiên là quý 1 năm 2022 là điểm trúng nhưng mà xuất nhập khẩu tăng 3 40 phần trăm xuất khẩu tăng 42 phần trăm là cho thấy cũng khá mạnh đấy và cái tháng 2 này khả năng cao vẫn tăng nhẹ cho dù cái tháng 2 này của chúng ta dính gần chục ngày Tết tiếp theo anh chị xem số liệu FDI con số không biết nói rồi tiếp theo cái số liệu PM, cái số PMI tức là chỉ số mua hàng của nhà quản lý đã trên 50 điểm trong tháng 1 vừa rồi. Tiếp theo các anh chị hỏi những người xung quanh mình mới xem. Hay những khu công nghiệp thì các anh chị sẽ thấy. Tất nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp vẫn khó khăn. Nhưng mà cũng khá nhiều các cái doanh nghiệp Tết này đã phải đi làm sớm từ hôm mùng năm Để kịp trả đơn hàng. Đã có rồi. Thế thì khi kinh tế phục hồi trở lại thì cái việc nợ xấu giảm này sẽ có thể diễn ra tiếp tục trong năm 2024. Và khi nợ xấu giảm, nợ xấu thực tế giảm, thì dĩ nhiên kết quả sẽ hỗ trợ các cánh ngân hàng một phần. Tiếp theo, <laughs> tăng trưởng cho vay khách hàng, tăng trưởng tín dụng. Quý 4 năm 2023 rất cao, nên đến 13,7%. Nhiều anh chị kết luận rằng tăng nhanh trong vòng có một tháng, chính xác là có mười mấy ngày tăng cực nhanh. Do là họ cố đẩy ra lấy số để năm sau họ ta tăng. Điều đó có, năm nào cũng có. Nhưng các anh chị lại không hiểu được một cái điều cốt lõi chưa hiểu. Đó là các anh chị nhìn Việt Tiên Banh tăng trưởng tín dụng hơn 15%. BIDV tăng trưởng tín dụng hơn 16%. Hai ngân hàng thì không có chuyện cơ cấu rồi. Đó là cầu thực sự đấy. Còn những ngân hàng tư nhân thì có thể có phần nào cơ cấu nhưng BIDV thì họ không cơ cấu và việt tin banh họ không cơ cấu họ cơ cấu họ suy ai đi vay tí rồi trả lại ngân hàng Đúng không? thế này nghe cầu tín dụng là có thật đấy. tất nhiên là cũng có phần nào đó nhưng năm nặng thế để họ lấy zoom và năm sau họ cho vay mạnh hơn tức là 2024 mạnh hơn thì cái tăng trưởng tín dụng uh, dự báo cho 2024 khi kinh tế hồi phục ấy, thì dự báo tăng trưởng tín dụng có thể đạt mức 15 thì với việc tăng trưởng tín dụng 15% anh chị cứ giả định mọi thứ đi ngang tất đi thì tăng trưởng tín dụng 15% thì lợi nhuận tăng khoảng 15% đấy là mọi thứ đi ngang <laughs> còn 2023 nợ xấu tăng rất mạnh nhưng mà lợi nhuận ngân hàng vẫn tăng hơn 7% đấy là bởi vì nhờ tăng trưởng tín dụng tới 13,7% được chưa luận điểm thứ hai cơ sở thứ hai casa tăng trở lại rồi tỷ lệ CAFA chính thức tạo đáy vào quý 1 năm 2023 và hiện nay đã tăng trở lại khá mạnh. Có thể lấy ví dụ như là Techcombank đã có lúc Casa dưới 30%, bây giờ đã lên 39,3 hay 39,9% rồi. MB lên 40%. Vietcombank tăng, ACB tăng, vân vân tăng. Họ đang tăng từng ngày. Và vì sao xa tăng? Rất đơn giản, lãi suất bây giờ quá rẻ. Thế thì người ta cũng chả phải gửi kỳ hạn làm gì cả, gửi kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng được 1 2% một phần trăm thế gửi làm gì thôi cứ để đấy để không kỳ hạn thế thì lúc nào, nào cần thì người ta sử dụng rồi cộng thêm cái hoạt động gọi là thương mại điện tử bán hàng online rồi rất nhiều thứ họ đang diễn ra mạnh tốt xuất nhập khẩu đang trở lại thế thì người ta phải để cái lượng tiền gọi là lưu thông lượng tiền chi tiêu thường xuyên ở trong ngân hàng nhiều hơn thì làm cả xa tăng này. đó lãi suất thấp và người ta hoạt động mạnh hơn sẽ làm cả xa tăng và thực tế đang tăng đây và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới <laughs> đó khi mà casa tăng thì chi phí vốn của các ngân hàng giảm thì uh, chi phí vốn của các ngân hàng về cơ bản ấy sẽ phim cho rằng sẽ tạo đỉnh vào quý 4 năm 2023 bởi quý 4 năm 2023 vẫn còn rất nhiều khoản người ta gửi một năm từ đầu năm 2022 hoặc cuối năm 2022 lại rất cao lại 89 phần trăm 10 phần trăm thì cuối 2023 họ vẫn phải gánh một phần đó vậy thì phim cho rằng là cái chi phí vốn huy động của các ngân hàng tức là cốt ở phần ấy sẽ giảm bắt đầu từ quý 1 năm 2024 đó, quý 1 2024 bắt đầu ca sa tăng lãi suất giảm chi phí sẽ giảm và khi cái ca sa tăng chi phí ấy, vốn giảm thì nim có thể tốt hơn thì cụ thể ở đây là nim về cơ bản sau khi tạo đỉnh ở quý 4 2022 với 3,74% thì đến quý 4 2023 còn có 3,44% tựa giảm 5 quý liên tiếp 4 quý liên tiếp thế giá phim cho rằng nim của ngành ngân hàng tạo đáy vào quý 4 2023 cùng lắm là đến quý 1 năm 2024 thôi nhưng mà giá phim vẫn cho rằng là tạo đáy vào quý 4 2023 và quý 1 năm 2024 có thể bắt đầu tăng trở lại <laughs> thì khi tín dụng tăng cao nợ xấu xu hướng giảm chi phí vốn giảm niêm tăng chính vì thế cho nên khả năng rất cao lợi nhuận có thể bùng nổ tăng mạnh hơn tăng trưởng tín dụng ví dụ tín dụng 15 lợi nhuận hoàn toàn ngành ngân hàng có thể tăng trưởng 20 thậm chí cao hơn trong năm 2024 tiếp theo vậy thì cái kết quả thực tế năm điểm lại năm 2023 về ngành ngân hàng như thế nào AZFIN đã tổng hợp và đánh giá như sau. Thứ nhất là tổng lợi nhuận quý 4 năm 2023 của 28 ngân hàng. Không tính ngân hàng Agribank. Nếu tính ngân hàng Agribank nó cũng tăng trưởng mạnh đấy. Thì Đã 67.839 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tăng tới 26,7% so với quý 4 năm 2022. Tức là đây là quý đầu tiên lợi nhuận ngành ngân hàng tăng trưởng dương trở lại so với cùng kỳ còn quý 1, 2, 3 đều giảm đó riêng quý 4 này tăng 26,7% so với quý 4 2022 thì chia sẻ của anh chị ấy e phim dự báo thì ngành ngân hàng lợi nhuận quý 4 tăng trưởng được khoảng từ 20 đến 40 phần e trăm thế ZFIN phim kỳ vọng nó là khoảng 30 nhưng mà cái này là thấp hơn kỳ vọng một chút <laughs> nguyên nhân thấp hơn kỳ vọng là gì chủ yếu đến từ việc đó là <laughs> đó là cái ngân hàng quốc dân ý. năm ngoái thì lợi nhuận 181 tỷ quý 4 thì quý 4 năm 2023 đã âm tới 436 rồi đó là ngân hàng tiên phong banh thì họ đã thực hiện một cái gọi là thủ thuật thách ở big bad tức là họ gột rửa những cái khó khăn nhất đi họ ghi nhận lợi nhuận thấp đi cái quý 4 năm 2023 đi thận trọng đi để từ năm sau bắt đầu tăng trưởng mạnh nó giống như của doanh nghiệp cơ điện lạnh ri cũng thế đó một số hay là ngân hàng MSB thế thì họ thực hiện gọi thách ở big bang tức là họ gột rửa hết những cái xấu nhất đi cho năm 2023 để 2024 tăng trưởng thế thì cái lợi nhuận tăng 26,7% tuy rằng nó thấp hơn so với kỳ vọng với Zfin khoảng ba là 30% tức là thấp hơn khoảng hơn 3% nhưng mà vẫn là một mức tăng trưởng dương và cái quý 4 năm 2022 thì uh, quý 4 2023 này thì lợi nhuận tương đương với 25,57% lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 đó tức là nó cũng khá cân bằng và lợi nhuận trước thuế năm 2023 của toàn bộ 28 ngân hàng này là 265.290 tỷ đồng tăng trưởng 7,82 phần trăm so với năm 2022 như vậy trong bối cảnh toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam lợi nhuận của các doanh nghiệp là giảm thì ngành ngân hàng tăng 7,82 phần trăm là một điều rất tích cực đó, tích cực đó, cho dù nợ xấu rất cao chi phí vốn đẩy lên mạnh khó khăn cho vay ra ca xa thấp niêm giảm vân vân họ vẫn tăng được lợi nhuận như thế ngoài ra thì có một số người còn nhận định là 2024 nhận mình là chuyên gia đánh giá 2024 ngành ngân hàng lợi nhuận sẽ giảm 2025 giảm mạnh thực ra là chia sẻ của anh chị vẫn cái câu chuyện họ nhìn một chiều thôi các anh chị uh, hiểu đơn giản như này năm 2023 người ta trả cổ tức ngân hàng có mấy ngân hàng trả cổ tức tí thôi thì cái lợi nhuận trước thuế 265.000 tỷ này tương đương với lợi nhuận sau thuế khoảng 205 ngàn. Nhận 210 ngàn tỷ lợi nhuận sau thuế. Thì cái lượng trả cổ tức tiền ra bên ngoài đâu đó khoảng 10 10 đến 15 ngàn. Thế thì như vậy ngành ngân hàng giữ lại 180 ngàn tỷ cái lợi nhuận sau thuế của họ. Họ lại tái đầu tư cho 2024. Vậy thì cái số đó họ mà cho vay dài hạn tương vốn chủ sở hữu của họ mà Anh chị tính lãi 10% đi. Thế thì nó cũng mang lại 18.000 tỷ lợi nhuận sau thuế rồi. Tức là nó tăng được khoảng 7 đến 8% lợi nhuận rồi. Đấy thì cái lợi nhuận năm 2023 này tăng hoàn toàn có thể đến từ cái vốn chủ sở hữu giữ lại từ 2022. Đó. Còn cái tăng trưởng tín dụng thì bù cho nợ xấu cao, bù cho niềm thấp. Người ta không hiểu được rằng là ngoài tăng trưởng tín dụng ra thì bản chất các ngân hàng cũng giữ lại vốn chủ sở hữu của mình để đầu tư. <laughs> và trao đổi cùng anh chị một cái bí mật này phục đã nói một hai lần rồi. các cái ngành khác ấy giữ lại lợi nhuận sau thuế không có lợi vào ngành ngân hàng vì sao lại vậy bởi vì các ngành khác nếu mà họ không tăng trưởng ấy họ giữ lại lợi nhuận ấy thì họ đi gửi ngân hàng thì lãi ví dụ được bảy tám sáu năm rất thấp nhưng mà ngân hàng họ giữ lại lợi nhuận của mình ấy họ lại cho vay được luôn với lại cao đúng không giả định phục là doanh nghiệp đi phục mà cầm tiền đi gửi ngân hàng thì chỉ được 5% thôi nhưng ngân hàng họ lại cầm chính cái lợi nhuận của họ cho vay trực tiếp người dân chứ họ có phải gửi qua ngân hàng khác đâu thì họ sẽ cho vay được nim là bốn đúng không thế thì họ cho vay được cao hơn so với doanh nghiệp bình thường bốn bởi vậy cho nên là ngân hàng nào mà còn dư địa tăng trưởng rất lớn mà họ giữ lại tất vốn chủ sở hữu thì cực kỳ có lợi cho cổ đông rồi. không có hại đâu bởi vì đây là một ngành đặc thù họ giữ lại thế là họ cho vay luôn còn doanh nghiệp bình thường mà giữ lại thì doanh nghiệp lại phải gửi ngân hàng thế thì ngân hàng nó ăn chênh luôn một cái khoản thế do đó là cái lợi nhuận giữ lại của ngân hàng ấy nó tốt hơn so với các doanh nghiệp khác đây kìa đó đấy là chia sẻ của anh chị là như vậy đó chia sẻ của anh chị là như vậy và trao đổi cùng anh chị là những cái nội dung mấy rất phim chia sẻ về ngành ngân hàng ấy nó cũng gần như là độc nhất đấy. Đã. Tiếp theo, <laughs> đó là những cái gì đánh giá. Vậy thì để đánh giá được cổ phiếu ngân hàng một cách toàn diện thì cần cái gì? Thứ nhất, chúng ta cần phải xác định được cái vị thế vai trò của ngành ngân hàng với nền kinh tế như thế nào. Để biết rằng, biết rằng với cái sự kỳ vọng vận động của nền kinh tế như thế thì ngành ngân hàng sẽ hưởng lợi, thiệt hại hưởng lợi lớn hay là thiệt hại lớn hưởng lợi ít hay là thiệt hại ít chúng ta sẽ biết điều đó và vai trò ngành ngân hàng ở Việt Nam ấy nó lớn hơn so với ngân hàng ở các nước khác rất nhiều bởi các nước khác nó còn có thị trường chứng khoán nó cạnh tranh với ngân hàng mạnh nó còn có thị trường trái phiếu nó còn to hơn thị trường cổ phiếu cơ. rồi ở các nước khác nó còn có các công ty tài chính fintech Ví dụ Trung Quốc có các công ty fintech này Thì ở Việt Nam thì các ngân hàng thống trị cái điều đó Rồi ngoài ra vì sao ngân hàng ở Việt Nam có vị thế lớn Bởi vì ngân hàng Việt Nam chính là cái công cụ điều tiết nền kinh tế Giống như các ngân hàng trung ương trên cái thế giới Nhưng ở Việt Nam thì điều tiết mạnh hơn <laughs> Vậy thì chính ngân hàng nhà nước hay chính phủ Cũng phải giữ cái vị thế của các ngân hàng tốt hơn Đó vì sao lại vậy cái căn cứ rất rõ đó ngân hàng nhà nước cấp tiêu dùng tín dụng cho từng ngân hàng đấy chị họ phân bổ từng ngân hàng còn ở các nước thì không muốn tăng bao nhiêu đây việc của ông <laughs> đúng không thế do đó là cần phải xác định vị thì thế thứ hai là cần phải lựa chọn những ngân hàng hàng đầu chúng ta hãy tập trung vào họ để đánh giá thay vì dàn trải hoặc thay vì nhìn vào một vài cái con sâu trong cái ngành ngân hàng mà chúng ta kết luận cả ngành ngân hàng là không đúng ví dụ nhiều người ấy, họ khẳng định ngân hàng xấu ngân hàng này ngân hàng kia rồi mua chuộc được cả thanh tra ngân hàng nhà nước abc họ lôi cái trường hợp scb ra đó là sai trường hợp nó là cá biệt chứ nó không thể phản ánh toàn bộ được anh chị nhé chúng ta cần phải lưu ý như thế đây họ lấy một ví dụ scb rồi họ kết luận cho cả ngành ngân hàng như thế làm sao mà kết luận được đúng không ạ? Không thể. Và chúng ta đầu tư chúng ta phải lựa chọn kỹ chứ. Ví dụ với AZFin chẳng hạn, AZFin không bao giờ đầu tư vào ngân hàng quốc dân, không bao giờ đầu tư vào SCB, không bao giờ đầu tư vào SHB, không bao giờ đầu tư vào kiến uh, Kiên Long Bank, không bao giờ đầu tư vào ABC vân vân. Đúng không? Chúng ta phải loại bỏ ra. Thứ ba đó là chúng ta cần phải hiểu rõ cái bản chất vận hành kinh doanh của từng ngân hàng anh chị nhé chứ không thể vơ đũa cả lắm bản chất của Vietcombank là gì họ cũng trả nếu mà mình phân là bán buôn bán lẻ thì cũng không hợp lý đấy nó không nói đến bản chất bản chất của Vietcombank nghĩ rất đơn giản như này họ cho vay những đơn vị tốt nhất những khách hàng tốt nhất với giá rẻ để họ có cái rủi ro thấp nhưng ni ở mức vừa phải còn giá vốn huy động của Vietcombank thưa mà anh chị nó thấp chỉ bằng nhìn một nửa so với trung bình này. Nó thấp hơn ví dụ như có những trường hợp những ngân hàng nhỏ năm hai 22, 22, 21 đi. Giá vốn huy động bình quân 5,5%, Vietcombank có 2,1%. Thì nó huy động thấp hơn thế và nó cũng dùng nim của nó cũng thấp 3, mấy thôi. Thấp hơn trung bình. Thế thì mục tiêu của bản chất của Vietcombank đó là gì? đó là họ lựa chọn những doanh nghiệp rất tốt những cái doanh nghiệp hàng đầu những cái cá nhân tốt hàng đầu tài sản đảm bảo chắc ngoài ra họ còn yêu cầu phải có thu nhập có này có kia mục tiêu của họ là gì là rủi ro thấp và kỳ vọng cái biên lợi nhuận thấp thôi thế thì khi họ cho vay thấp thì họ hút hết những cái khách hàng tốt khách hàng đẹp nhất về họ đó đấy là vị thế của họ thế thì lợi nhuận của vietcombank nó sẽ tăng trưởng thế nào <laughs> đó là phụ thuộc rất nhiều vào tín dụng và thưa mấy anh chị như này năm 2024 ấy, thì Vietcombank tăng trưởng lợi nhuận cũng sẽ ổn thôi nhưng mà không được cao đâu nếu tăng trưởng chỉ nhìn 10 phần bởi vì dựa vào cái bản chất thì anh sẽ đánh giá được hay là chúng ta đánh giá cái ngân hàng ACB hay ngân hàng Techcombank thì ACB tăng trưởng thế nào dựa vào yếu tố gì đúng không đặc thù kinh doanh của họ như thế nào Techcombank thì lợi nhuận đến từ những nguồn nào điều gì tác động đến lợi nhuận đó 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 chúng ta là phải hiểu rõ được cái bản chất vận hành kinh doanh thì khi đó chúng ta sẽ biết được rằng ví dụ như năm 2024 lợi nhuận của VP Bank, Tiên Phong Bank sẽ tăng trưởng rất mạnh lợi nhuận của khối ngân hàng nhà nước thì sẽ tăng trưởng chậm hơn một chút đó ví dụ thế chẳng hạn hay lợi nhuận của HD Bank vẫn duy trì tăng trưởng cao chẳng hạn hay lợi nhuận của ACB thế nào MBB như nào này kia như nào vân vân chúng ta sẽ biết được chưa rồi chúng ta đọc đấy chính là cái việc chúng ta thứ tư đọc vị các cái yếu tố tác động đến cân kết quả kinh doanh của mỗi người này. và thứ năm đó là chúng ta cần phải đánh giá đánh giá toàn diện các yếu tố từ phòng thủ đến yếu tố tấn công từ rủi ro đến cơ hội thì chúng ta mới không bỏ sót một số bạn đánh giá về ngân hàng các bạn rất thiên kiến như phục đã nói các bạn chỉ nhìn vào mỗi nợ xấu nào thì nền kinh tế thế này thì toàn hết ngân hàng phá sản hết Các anh chị cứ xem lại những cái, cái nhận định của các chuyên gia về ngành ngân hàng từ cuối 2022 đến giữa năm 2023 xem ông nào cũng chửi nhưng thực tế lợi nhuận ngành ngân hàng ấy tăng 22% trong khi index tức là lợi nhuận đầu tư cổ phiếu tăng 22% trong khi index có bao nhiêu tăng có 12,3% lợi nhuận ngân hàng tăng với 7,8 mấy phần trăm năm 2023 trong khi toàn bộ index thì đi ngang hoặc giảm đó thì như vậy thì họ đánh giá hoàn toàn sai về ngành ngân hàng rồi bởi vì họ chỉ nhìn một chiều họ nhìn vào nợ xấu họ không nhìn rằng là ngành ngân hàng vẫn tăng trưởng 13,7 phần trăm thế là không đúng rồi không hợp lý rồi. tương tự 2024 chúng ta không chỉ nhìn một chiều là kinh tế tốt hơn nợ xấu giảm vẫn vẫn, tăng trưởng tín dụng cao mà chúng ta phải nhìn là cái thông tư không ai nó hết hạn thì có thể là cái nợ xấu cao hơn một chút hiện cao hơn một chút thì như vậy nó sẽ kéo kéo cái điều chỉnh lợi nhuận một chút nhưng nó không kéo nhiều đúng không đấy là trao đổi của anh chị như thế rồi tiếp theo đánh giá với những yếu tố đó thì ngân hàng được định giá bao nhiêu là hợp lý định giá bao nhiêu là hợp lý Ví dụ hiện nay Vietcombank PB 3,2 ACB 1,5 VPBank 1,3 MB 1,4 Tech 1,0 MSB 0,95 vân vân và mây mây. Vậy thì nó có hấp dẫn hay không? Với những cái đánh giá kia thì cái nào là hấp dẫn? chứ không thể nhìn vào đấy bảo là pb của acb 1,5 của tech 1 là tech sẽ rẻ bằng hai phần của acb chưa chắc đó ví dụ chưa chắc chúng ta phải đưa ra quy ra được vậy thì nó xứng đáng vào nhiều và có cơ hội hay không còn tất nhiên cái việc mà chúng ta xác định là hấp dẫn hay không cũng không phải là chúng ta xác định được điểm đáy hay không <laughs> bởi vì thị trường rất điên rồ chia sẻ của anh chị nhiều khi phục mua vào cổ phiếu định giá hấp dẫn rồi nhưng nó vẫn giảm hai ba phần trăm bình thường nhưng mà mình mua được hấp dẫn rồi thì tương lai nó sẽ trả mình lợi nhuận tốt thôi đấy cái việc ở đây là chúng ta xác định được giá nào là hấp dẫn chiết khấu cao để chúng ta vào chứ không phải là xác định được điểm đáy tất nhiên chúng ta xác định được giá nào là hấp dẫn chiết khấu vài chục phần trăm thì chúng ta đầu tư sẽ có lợi nhuận thôi còn để phòng ngừa rủi ro chúng ta lại chia làm mấy cổ thế thì cuối cùng có một cổ bị sao những cổ khác kéo hết lên. Đấy ví dụ thế. Đó thì để đánh giá ngân hàng cần phải như vậy. Tiếp theo thì Asset Fin thì cũng dựa trên những đánh giá đó Asset Fin phân bổ cho ngành ngân hàng lớn nhất cho năm 2023. Tức là báo cáo chiến lược giải ngân đâu ngày 27 28 tháng 12 năm 2022 ấy. đến là báo cáo chiến lược của 2023 nhé. Thì Asset Fin giải ngân ba ngân hàng <laughs> Cho năm 2023 cho dù lúc ý tất cả mọi người các chuyên gia trên thị trường đều chửi ngành ngân hàng thế giới phim giải ngân được Techcombank là 25.7 đó giải ngân được VIP là giá 13.4 13.4 giải ngân ACB đâu đó giá khoảng độ 10 14 15 gì đấy tức là giải ngân của VIP là 18.35 không phải 13.4 nhưng mà chia cổ phiếu 2 trả cổ tức tiền mặt mấy lần điều chỉnh tương đương 13.4 ACB mười mấy thế thành An lợi nhuận đối với các cổ phiếu này đều tối thiểu là bốn mươi mấy phần trăm rồi vẫn còn giữ và mấy trăm anh chị tham gia vào báo cáo chiến lược 2023 thì rất rõ điều này còn tiếp theo ở báo cáo chiến lược 2024 thì 500 anh chị tham gia thì anh chị đều biết ấy phân bổ 4 cổ phiếu ngân hàng ACB đấy ấy mua vào giá 23.050 đồng tất cả các cổ này đều được giải ngân vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 để báo cáo chiến lược cho 2024. Thì ACB mua được giá 23.050 đồng. Tất cả cái này là gửi cho các anh chị trong báo cáo chiến lược ngay cái ngày hôm 20 tháng 1 à 12. Rõ ràng luôn. Đó, ACB mua ATO luôn. 23.05. Bây giờ là khoảng 27.7.6.7 .7 gì đấy. Được ạ thì được 17 18 phần trăm tạm tạm thời như thế còn chưa chốt lời thành ra chưa biết nào được bao nhiêu MBB thì cho báo cái chiến lược 2024 thì giải ngân giá 183 thì hôm nay là hôm rồi là lên 24 rồi tức là tăng được 5 giá 7 rồi thì tức là tăng được hơn 30 phần trăm rồi 18 một năm không phải 18 3 tức là tăng được bao nhiêu tăng được năm giá 5 giá 5.850 đồng tương đương với tăng khoảng ba mươi mấy phần trăm trong bảo vệ chiến lược 24 500 anh chị tham gia bảo vệ chiến lược đều biết rõ rất công khai đúng không hay VIP thì mua được giá là 18.800 đồng hôm vừa rồi là 22.000 rồi hay 22.100 gì đấy được 3 giá 3 tương đương khoảng độ 16 phần trăm hay Techcombank thì cũng mua được giá 30.300 đồng thì bây giờ là giá 38.600 đồng tăng được 8.300 cũng được 27 gì đấy đó. đó thì đây là Ezefin nói gì làm đấy nhận định đánh giá banh như nào Ezefin làm như vậy cuối 2022 thì Ezefin rất là tích cực với ngành banh và ba cổ kia đều là tăng trưởng vượt trội so với thị trường 2024 thì Ezefin thậm chí còn phân bổ bốn cổ phiếu ngân hàng được phần đó và cái kết quả bốn cổ phiếu ngân hàng kia tăng trưởng trung bình tăng giá trung bình nó khoảng 23 phần trăm trong vòng có chưa đến hai tháng qua đó. thì nó gấp khoảng độ 3 lần nhìn đấy 2,5 lần nhìn đây đó. tiếp theo là nhân định phải chia sẻ này AZFIN thì trong nửa năm, gần một năm gần đây thì AZFIN cũng hạn chế đào tạo rồi Bởi vì câu chuyện đào tạo rất tốn thời gian Mà hiệu quả không nhiều Thời gian tập trung vào đầu tư sẽ hiệu quả hơn Nhưng mà gần đây thì cũng nhiều anh chị tham gia sắc Chưa được học lớp chinh phục cổ phiếu người này Thì có đề xuất AZFIN mở Thì ngày chủ nhật tuần tới từ ngày năm tháng 2 thì Azfin sẽ mở một cái lớp ngân hàng trong một ngày đó và sau đó thì có một buổi thực hành tức là thời lượng tham gia khoảng độ 8 đến 10 tiếng tương đương với khoảng 5 buổi thì nhân cái tiện là một số các anh chị ấy bảo thì Azfin mở ra thì cũng giới thiệu luôn với các anh chị đây để cho nó đủ số lượng đó thì Azfin mở và cũng chắc là cũng nửa năm hay một năm mới có lớp thôi đấy là phim đợt này không mở nhiều Thế nhằm mục đích là cũng đồng hành cùng những anh chị thân thiết với đấy e phim bên cạnh đó thì cũng mở rộng ra bên ngoài cho nó bỏ công đào tạo nhưng mà mở rộng cho số lượng hợp lý thôi đấy là phim không lấy số lượng đâu đó. Đó. thì anh chị đăng ký có đăng ký tham gia của QR code đây. Thì uh, cái lớp uh, chinh phục cổ phiếu ngân hàng này diễn ra vào ngày 25 tháng 2 Thì có QR code đây Hoặc là các anh chị truy cập vào website uh, Ngân hàng.azfin.vn Thì ở đấy để đăng ký Thì AZFin cũng cho rằng là Tự tin rằng là Đây là cái chương trình mà chuyên sâu Bắt tay chỉ việc uh, duy nhất ở Việt Nam Về ng ngành ngân hàng bởi đã, phân tích ngân hàng là rất khó. Thế thành nghe anh chị thấy người ta nói trên mạng về ngành cổ phiếu ngân hàng, người ta toàn là dùng phân tích kỹ thuật, bởi đấy, ABC, có ai nói được sâu ngành đâu. Bởi vì để một bạn chuyên viên mà phân tích của một công ty chứng khoán mà làm sâu được về ngành ngân hàng, ít nhất bạn phải mất 3-4 năm. Đấy là bạn ý còn thành công đấy, còn không thành công là cũng không nghiên cứu được cộng thêm là những người rất là giỏi phân tích đánh giá ngân hàng thì có không ít nhưng mà những người ấy thì thường họ không dạy trên mạng đấy thì chia sẻ của anh chị bởi vậy cho nên cái chương trình này là độc nhất đấy, và chỉ có phim e Việt Nam mới dám đưa ra được đó, thì trong cái nội dung thì anh chị vào đầy đủ nội dung rất sâu sắc để có thể phân tích một cổ phiếu ngân hàng nhưng lưu ý để anh chị có thể phân tích được ấy anh chị phải mất ít nhất 3 đến 6 tháng các anh chị nghiền ngẫm và trao đổi thì anh Zfin có các group để các anh chị trao đổi như thế còn nếu mà anh chị nào mà tham gia lậu ấy thì thường anh chị nó cũng chỉ như muối bỏ bể thôi nó chỉ vui thôi <laughs> cái quan trọng là đồng hành và khi đồng hành được ấy, anh chị làm tốt ấy, Đấy, ví dụ như là bốn cổ phiếu ngân hàng vào cái chiến lược 2024 nó tăng trưởng trung bình hai mấy phần trăm. Đúng không? Các anh chị chỉ cần làm tốt hơn vài phần trăm trên cái tài sản đầu tư của mình 500 triệu tỷ hay là sau này rất nhiều tỷ. Một vài phần trăm là đã bao nhiêu đó. thế do đó là đầu tư lâu dài thì nên đó. bởi vì ngành ngân hàng dù sao lớn nhất Việt Nam nó chiếm 40% mình đây và trong cái nội dung đó thì ấy phim cũng đã sẽ làm mẫu cho anh chị định giá 2 đến 3 ngân hàng toàn diện nhất và hấp dẫn cho năm 2024 2025. Bởi vì như này, quay lại câu chuyện uh, danh mục uh, báo cáo chiến lược 2024, ACB giải ngân có 2305 bây giờ 27.6. MBB giải ngân 18.15 bây giờ 24 rồi. VIB 18 giải ngân 188 bây giờ 221 rồi. <laughs> Techcombank giải ngân 33 bây giờ 38 6 rồi thế liệu còn hấp dẫn hay không dựa vào cái gì thì trong đấy thì ấy phim cũng sẽ giải đáp cụ thể các anh chị đó thì đấy là những cái nội dung ngày hôm nay